có máy khoan 13 ly. Thì dòng này sẽ là dòng của Hucam cho nên là giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Hãy ở lại video và cùng nhau chiêm ngưỡng con này nhá. Khoan đến từ thương hiệu của Hucam. Dòng này sẽ là khoan 13 ly cho anh em sử dụng đầu autolock sắt như thế này. 20 cấp trượt rất là dễ dàng điều chỉnh, hai tốc độ 1 và 2 cho anh em như thế này luôn ha. Và khoan này sẽ sử dụng cho anh em là khoan 3 chức năng: vít, khoan và búa. Có chức năng búa thì anh em có thể là khoan tường vô tư, và dòng này lực siết cho mình lên đến là 95 niu, cho nên là anh em có thể là hỗ trợ rút lõi được luôn nha. Dòng này sử dụng chân pin là chân pin của Hucam, tuy nhiên chân pin này anh em sẽ sử dụng được là chân pin phổ thông như thế này luôn ha, là mình có thể mua pin rời hoặc là thang máy rời của những hãng khác sử dụng chung được. Đi kèm cho mình sẽ là hai pin, một sạc, một thang máy và có tay cầm chắc chắn cho anh em như thế này. Ngoài ra có một cái dây đeo cho anh em luôn nha. Pin sẽ là đi kèm cho mình là pin 3.2A như thế này. Sạc cũng sẽ là kiểu sạc nhanh luôn nha anh em ha. Sạc nhanh cho mình nè. Đấy. Tay cầm cũng rất là chắc chắn cho anh em. Đó, cho nên là sẽ hỗ trợ được anh em có thể là rút lõi nè, không bê tông được nè. Và cuối cùng là thang máy ha. Con này thì sẽ là một thăng, hai pin, một sạc, giá bao rẻ cho anh em luôn, chỉ có là 1.550.000 cho cái dòng sản phẩm này thôi. Nhân tay chúc đơn với số hotline hoặc là comment phía dưới nha. Cuối video rồi, cảm ơn mấy anh rất là nhiều đã xem video của em nha. Anh em nào chưa subscribe thì cho em xin muốn subscribe nữa nè. Rồi, anh nào còn có thắc mắc gì thì có thể là để lại xuống like phía trên hoặc là comment phía dưới. Ngoài ra cũng có thể là ghé cửa hàng của em ở ba chi nhánh Thủ Đức, Bình Tân và quận 12 để có thể là chốt đơn những con máy này nha. Đặc biệt bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chuyên mục là trả góp nha anh em ha. Với hóa đơn lên trên 3 triệu em sẽ hỗ trợ hồ sơ cho mình. Trả góp cực kỳ nhanh, anh em sẽ đến và mang máy đi về luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.